Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liệt, chúng ta hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam để thấy rằng tốc độ thay đổi các cái triều đại nó vốn rất chậm. Mà điều này, thưa quý vị, từ các cái bài nói chuyện trước chúng tôi đã nói với quý vị, những cái sự thay đổi triều đại trong lịch sử Việt Nam bình quân khoảng 200 năm một lần. Duy chỉ có thời nhà Mạc và thời Việt Nam Cộng Hòa thì tồn tại trong một cái thời gian ngắn ngủi một vài chục năm mà thôi. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liệt, đã cần đến 10 thế kỷ cho tới khi Ngô Quyền hình thành nhà nước Đại Cổ Việt vào năm 935 thì nước Việt Nam mới hoàn tất một cái tiến trình khai sinh một cái quốc gia độc lập. Theo đó, tiếp đó là nhà Lý kéo dài 216 năm, nhà Trần 171 năm, nhà Lê 110 năm, nhà Nguyễn gần 150 năm. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, nếu cứ nhìn vào một cái lịch sử với một cái tốc độ thay đổi các triều đại với tốc độ của một con rùa như thế thì người ta không mất kiên nhẫn mới là lạ. Nhìn nhận về cái triều đại Hồ Chí Minh hiện nay, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam họ mới cầm quyền mới chưa tới 50 năm. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, dư lực của tinh thần độc lập quốc gia và niềm hãnh diện chiến thắng của những người cộng sản bây giờ vẫn còn khá mạnh. Đó là chưa nói đến những truyền thống kỷ luật và nghệ thuật tổ chức. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam họ có một nền nếp phong hóa thần quyền thuộc dạng đẳng cấp. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, hơn nữa sau khi đi theo con đường đổi mới và cải cách kinh tế thì cái hệ thống nhà nước cộng sản họ đã đạt được những thành công trong việc hội nhập vào kinh tế thế giới. Họ đã mở được một cánh cửa cơ hội vật chất, nâng cao đời sống cho đại đa số nhân dân. Và theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, quá trình thành đạt kinh tế và phát triển như vừa kể, nó đã tạo ra một cái nền tảng biện minh chính trị mới khá vững chắc cho chế độ cộng sản Hà Nội hiện nay. Đó là lý do tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm nhận định cho rằng rất có thể mô hình hiện nay ở Việt Nam sẽ còn tồn tại đến hết thế kỷ thứ 21. Có nghĩa là chế độ độc tài một đảng. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đặt một cái câu hỏi tại sao sử Việt hiện đại lại đi theo hướng đó và liệu nó có ẩn số gì trên tuyến đường này không? Nói về cái hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, chúng ta cần phải tìm hiểu về trường hợp ông Hồ Chí Minh. Mà theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm khẳng định, không ai có thể phủ nhận rằng ông Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lớn của lịch sử Việt Nam cận đại. Một cái câu hỏi mà nhiều người nêu lên theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đó là tại sao ông Hồ lại chọn chủ nghĩa cộng sản? Và tiến sĩ Liêm đưa ra một cái câu trả lời mà ông cho rằng ngắn gọn, có thể tóm tắt cụ thể: vì ông Hồ Chí Minh đã mất hết kiên nhẫn với sự tính của người Việt Nam. Theo tiến sĩ Liêm, chúng ta nên biết rằng Hồ Chí Minh từ gốc gác là một nhà nho như bao nhiêu trí thức ở miền Trung thời ấy, với một nền văn hóa chính trị và xã hội. Khi Hồ Chí Minh với một cái quan hệ đến ý chí cá thể, trong đó mệnh lệnh cao nhất cho một cái kẻ sĩ nho học tại thời điểm ấy đó là chữ nhẫn. Chữ nhẫn thời đó trở thành một chân lý và nó là một cái điều luân thường cho cái ta Việt Nam thời đó. Nó là một nội dung đạo lý nhân danh trí tuệ siêu việt cho cá nhân. Khi nhìn vào một cái thế cuộc trần gian, không phải bị khổ đau nôn nóng, mà bởi vì cái thời nó chưa đến. Ông Hồ Chí Minh khi đó đã nhận định chân lý của chữ nhẫn. Và ông Hồ Chí Minh đã gặp chủ nghĩa Mác trong một cái hệ ý thức phủ định giá trị chữ nhẫn một cách toàn triệt. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có dẫn ra một cái bài thơ của Chế Lan Viên. Đó là bài thơ Tổ quốc chưa bao giờ đẹp thế, mà Chế Lan Viên, một cái cây bút ninh thần của chế độ, viết năm 1965. Theo đó, Chế Lan Viên đã viết: cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời, cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa. Những phò tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời, cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, ông Hồ Chí Minh và các cái đồng chí của ông đã nhìn thấy một cái khung cảnh chính trị quốc gia của triều Nguyễn trước đó. Mà theo ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cho rằng triều Nguyễn đã mất hết giá trị biện minh cho quốc gia và dân tộc Việt Nam, bởi Việt Nam khi đó đã đi vào một cái cuộc khủng hoảng lịch sử lớn lao. Và ông Hồ Chí Minh, theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm,
đã bước vào khoảng trống lịch sử đó. Ông Hồ Chí Minh đã nắm lấy cơ hội và trở thành một người châm lửa vào lò thuốc súng cách mạng Việt Nam đang âm ỉ chờ mong nhận định về cái tình hình trình kinh tế cũng như chính trị ở Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, ngày hôm nay nếu có một sự khủng hoảng nào đó có thể xảy ra ở Việt Nam thì nó là một cái sự biến động mang tính chất kinh tế hơn là chính trị. Bởi bây giờ ở Việt Nam, cả nước đang đổ xô đi làm giàu và buôn đất. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, ngày xưa trong cuộc nội chiến Nam Bắc, hai bên đều đem xương máu để đổi lấy từng tấc đất. Cho đến nay, những cái tấc đất mà người ta đổ máu xuống thì bây giờ hậu duệ của các chiến sĩ hy sinh đó, ngày nay họ đang đổi đất theo công thức tấc đất tấc vàng. Đó là lý do tại sao từ Bảo Lộc đến Lao Bảo, từ Điện Biên tới Mũi Né, một cái cơn sốt bất động sản đang làm cho cả một thế hệ đem hoàn toàn năng lực hiện hữu vào cái cuộc chơi đổi trác ruộng đất. Và đó là lý do tại sao những người nông dân ở vùng sâu, mới hôm qua họ là những cái anh nông dân áo vải sờn tay, tay làm hàm nhai, vậy mà chỉ sau một đêm nhờ bán đất mà người ta trở thành tỷ phú. Họ tậu xe hơi, xây nhà lầu, đi du lịch, thậm chí có tiền gửi nước ngoài cho con đi du học. Theo tác giả Nguyễn Hữu Liên, do đó câu hỏi cách mạng đối với họ thì họ có một cái câu trả lời là không. Thưa quý vị, chưa hết, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên nói về một cái cuộc cách mạng ở Việt Nam. Theo đó, trước hết chúng ta cần phải tự hỏi rằng con người Việt Nam đã được chuyển hóa hay chưa, sẽ có một cuộc cách mạng toàn diện ở Việt Nam để thay thế chế độ hiện hữu ở Việt Nam hay không. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, dù biết rất chắc chắn rằng sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng tại sao họ, tức ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội, họ rất bất an trước những cái tin tức liên quan tới phong trào dân chủ ở Myanmar, ở Hồng Kông hay Belarus gần đây. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, phải chăng tầng lớp lãnh đạo họ không tự tin vào cái sức mạnh thuần cưỡng chế một chiều, cùng với sự trưởng thành rất nhanh chóng về mặt ý thức chính trị của nhân dân, và rất có thể đồng hồ tiến hóa của nhân loại và con người Việt Nam đang chạy nhanh hơn cái thời gian trước đây, như tốc độ của khoa công nghệ toàn cầu hiện nay? Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, chúng ta phải đặt một cái câu hỏi biến số ẩn ích chính trị Việt Nam bây giờ là gì? Mà theo đó, biến số ẩn ích tức là những cái yếu tố không biết tới, không lường được, và nó sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên khẳng định cái biến số ẩn ích của Việt Nam nó là biến số kinh tế. Cụ thể, nó là một cái tập đoàn âm binh phù thủy mà Đảng Cộng sản Việt Nam kiến lập bồi đắp. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên chỉ ra cho chúng ta thấy rằng trong vòng một thập niên tới đây, ẩn số kinh tế từ nền tư bản thân hữu sẽ là một khối quyền lực chi phối luôn quyền năng của Đảng Cộng sản Hà Nội. Và khi đó, tất cả mọi quy luật chính trị xưa này cũng sẽ thay đổi từ tốc độ đến bản chất của nó. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề quan trọng thứ hai của bài nói chuyện hôm nay, đó là tại sao, hay nói một cách cụ thể hơn là 6 nguyên nhân vì sao thể chế chính trị ở Việt Nam như hiện nay sẽ còn tồn tại đến hết thế kỷ 21. Đó không phải chỉ là một cái nhận định của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, mà kể cả nhận định của nhà báo Lê Anh Hùng, một cái người đang bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam hiện nay, trong một cái bài viết trước đây với tiêu đề khó khăn của phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Theo nhà báo Lê Anh Hùng, sau một thời gian phát triển tương đối mạnh thì thời gian gần đây phong trào dân chủ ở Việt Nam đã chứng lại và đang có cái xu hướng tan rã. Cụ thể là các cái sự kiện ít người, ít được tổ chức, người tham gia thì quá mỏng, các cái hội nhóm thì hầu như tan rã. Theo nhà báo Lê Anh Hùng, các cái hội nhóm, các cái tổ chức xã hội dân sự bây giờ rất lỏng lẻo, đặc biệt sự kết nối giữa các nhóm thành viên hết sức rời rạc. Theo nhà báo Lê Anh Hùng, từ nhận thức khiêm tốn của tôi, chúng tôi xin mạ muội chỉ ra một số nguyên nhân của cái thực trạng vừa nêu. Thứ nhất, đó là nhận định hời hợt và sai lầm khi đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà các cá nhân vận động dân chủ cho rằng nguyên nhân chính để dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Hà Nội hiện nay
đó là nguyên nhân về kinh tế, là sự cạn kiệt nguồn lực của chế độ. Theo họ, tức là những hoạt động dân chủ, chế độ cộng sản phần lớn đều sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Thậm chí người ta còn lạc quan một cách sai lầm là người ta nói chế độ cộng sản Hà Nội sụp đổ là một điều tất yếu do cạn kiệt nguồn lực và những cái vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Trong khi đó, thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên nhận định về cái phong trào hoạt động dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, hiện nay ở Việt Nam có một số không nhỏ các cái trí thức ở thành thị có những cái thái độ bất mãn với chế độ cộng sản. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, cách mạng nó chỉ thể xảy ra khi phần đông nhân dân bị chế độ đẩy vào đường cùng và nhân dân tự nguyện tham gia vào các cái cuộc nổi loạn hay nổi dậy khi họ không còn gì để mất. Nhưng mà nếu nhìn nhận một số đông dân chúng ở Việt Nam hiện nay thì họ có nhiều cái để mất. Và đó là lý do tại sao đa số dân chúng ở Việt Nam hiện nay, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, họ đang hài lòng với đời sống vật chất đang có, ít nhất là trên bình diện kinh tế, vật chất so với các thập niên trước. Và đó là một cái điều, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, nó là một cái thực tế không thể chối bỏ, là cuộc sống ở Việt Nam hiện nay đã trở nên dễ thở hơn nhiều so với những thập kỷ trước đây. Những bức xúc bất mãn hầu hết chỉ nằm ở giới trí thức. Họ là những nhân vật đang sống ở thành thị. Họ có cái nguồn gốc tư tưởng chính trị triều tượng hơn là một cái sự phấn chí trong tuyệt vọng bởi hoàn cảnh sống cá nhân của họ. Thậm chí ngay cả những cái nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, những người hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên, bây giờ người ta cũng có một cái đời sống kinh tế cá nhân tương đối ổn định. Theo tiến sĩ Liên, chúng ta hãy nhìn vào giới trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí ở các đô thị. Họ là nơi tập trung bất mãn chính trị nhiều nhất. Song các cái trí thức bất mãn ở Việt Nam, họ vẫn thưởng thức lối sống, ăn nhậu, du lịch, giao lưu gần như liên tục. Theo đó, trong các cái bàn tiệc và này là các diễn đàn mạng xã hội, những cái trí thức bất mãn ở thành thị, họ coi đó là một cái bài ca để giải tỏa bức xúc, hơn là một cái thể dạng lập ngôn thôi thúc cho hành động hay dấn thân. Thưa quý vị, từ cái nhận định của nhà báo Lê Anh Hùng và tiến sĩ Nguyễn Hữu Liên để thấy rằng nếu nhìn nhận, nhận định hay đánh giá về cái tình hình xã hội kinh tế ở Việt Nam hiện nay của những người vận động dân chủ hoàn toàn thiếu cơ sở và thiếu thuyết phục. Và đây chúng tôi cũng nói, đó là những cái bài viết của tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ trước đến nay thì chúng tôi cho rằng người ta xa rời thực tế. Người ta không có điều kiện tiếp xúc với thực tế ở Việt Nam, kể cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi có những cái nguồn tin, chúng tôi thường xuyên trao đổi với những người ở Việt Nam. Và như quý vị đã biết, trong một cái thời đại 4.0 thì cái vấn đề toàn cầu hóa thì nó cũng không phụ thuộc vào cái vấn đề bạn ở đâu hay tôi ở đâu, mà trên mạng xã hội, trên mạng Internet chúng ta có thể giao lưu, gặp gỡ, trao đổi những cái vấn đề thường ngày. Một cái nguyên nhân thứ hai, thưa quý vị, đó là sự im ắng bất ngờ của cái lực lượng chính trị ở hải ngoại. Theo tác giả Lê Anh Hùng, ở các cái thập niên 1980 tới năm 2000, ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã rộ lên các cái phong trào cách mạng, kháng chiến chống chế độ cộng sản. Song cho đến nay thì cái ngọn lửa đấu tranh chống cộng gần như đã tắt hẳn. Nguyên nhân là giới chức còn lại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đến nay, họ hầu hết đã ở cái tuổi xế chiều và thậm chí họ đã quên lãng cuộc đời. Song theo tác giả nhà báo Lê Anh Hùng, trên hết, khuyết điểm là ở phong trào chống cộng ở hải ngoại. Nó nằm ở nơi bản sắc thuần phủ định. Những cái người hoạt động chính trị ở hải ngoại, theo tác giả Lê Anh Hùng, họ thiếu đoàn kết và ngay cả trên bình diện lòng người, họ cũng không có được một cái bản hùng ca nào cho thời đại mới. Mà trái lại, họ chỉ lập ra những cái khuôn thức ngôn ngữ đã quá sáo mòn từ trước năm 1975. Và đặc biệt cái thế hệ mới, thế hệ một rưỡi hoặc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba, những cái người Việt ở hải ngoại thì họ không quan tâm đến cái chuyện ở Việt Nam nữa. Đặc biệt, trước cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam kể từ năm 1990 cho đến nay, khi mà các doanh gia người Việt ở hải ngoại về nước đầu tư trong một cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam đang phát triển, trong khi các cái thế hệ già, những người Việt Nam Cộng Hòa chống cộng trước đây, người ta có một số đông muốn trở về quê hương cũ
để sống những năm tháng cuối cùng của tuổi đời. Đặc biệt cái niềm căm giận của những người chống cộng trước đây không còn như xưa, những cái gì của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Theo tác giả Lê Anh Hùng, bây giờ nó đang trở thành một cái khối hoài niệm và huyền thoại hơn là một biểu trưng cho lý tưởng quốc gia. Và đặc biệt, theo tác giả Lê Anh Hùng, chế độ hiện nay không những họ đã chiến thắng quân sự năm 1975 một cách ngoạn mục, mà gần đây họ còn chinh phục được tư duy của người Việt hải ngoại. Và điều đó cho thấy những cái lực lượng chống cộng Việt Nam Cộng Hòa đã có những cái dấu hiệu cho thấy buông bỏ, nếu không muốn nói là họ đã đầu hàng vô điều kiện. Nguyên nhân thứ hai, ba, thưa quý vị, nguyên nhân thứ ba, theo tác giả Lê Anh Hùng, và cái lực lượng chống đối với nhà cầm quyền Hà Nội hiện nay cũng hầu như không còn nữa, và nó chỉ có lực lượng gọi là đối lập trung thành. Theo tác giả Lê Anh Hùng, sau vụ án nhóm nghìn cứu chấn của các ông Lê Công Định, Trần Đình Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long được đưa ra xét xử năm 2010, cho đến nay ở Việt Nam chưa thấy xuất hiện hay nhen nhúm một cái tổ chức chính trị cách mạng nào mang tính tổ chức quy mô có chiến lược cụ thể như cái tổ chức nhóm nghìn cứu chấn của ông Huỳnh Duy Thức. Bên cạnh đó, những cái vụ bắt bớ xử án đối với những cá nhân bất mãn với chế độ, đó chỉ là những cái hoạt động đơn lẻ, thiếu hệ thống, không có tổ chức, không có cương lĩnh hay tuyên ngôn chính trị cách mạng một cách rõ rệt. Đó là lý do tại sao nhà báo Lê Anh Hùng khi chưa bị bắt đã cho rằng phần lớn các cái tù nhân chính trị và lương tâm họ chỉ là những cái tảng băng nhỏ. Nhưng mà rõ ràng ở dưới những tảng băng nhỏ đó lại không có tảng băng ngầm. Nhà báo Lê Anh Hùng đã dẫn ra một cái câu của Lý Đông A khi cho rằng làn sóng đáy của cách mạng mới cho Việt Nam hoàn toàn chưa được kết tụ. Các giới bất đồng chính trị vẫn là những cái hình thái đối lập trung thành với chế độ, và hầu hết bao gồm các nhân vật uy tín trong lòng chế độ đi ra. Họ chỉ muốn cải cách, họ chỉ muốn điều chỉnh sửa sai khung thức của chế độ, đường lối vận hành quốc gia, chứ họ không mang tham vọng cách mạng toàn diện, tức là xóa bỏ chính thể hiện nay. Theo tác giả Lê Anh Hùng, tức là giới đối lập trung thành, họ chưa kiến lập một cái khung thức chính trị mới nhằm thay thế cho cái mô thức chính trị hiện hành của thể chế hiện nay. Phần lớn giới trí thức ở Việt Nam, họ vẫn còn mang những món nợ đối với chế độ, vì từ đó mà họ đã xuất thân và thành danh. Một số lớn vẫn tồn tại trong các cái hoạt động biểu hiện sự bất mãn, nhưng họ không bị bắt giam hay truy tố, bởi vì họ vẫn là những đứa con trung thành nhưng bất mãn của chế độ mà thôi. Theo tác giả nhà báo Lê Anh Hùng, giới chính trị bất mãn vừa kể, họ đóng vai trò như một tấm gương soi cho thể chế chính trị hiện tại và một phần nguồn mạch lương tâm cho nhân dân. Những người này họ chỉ muốn hoàn chỉnh, hoàn tất hóa để đưa một cuộc cách mạng cộng sản đến một kết luận tốt đẹp cho chế độ hiện hành, và họ trở thành một cái đuôi yếu ớt cho một cái cuộc cách mạng cũ mà nay trở thành những cái điều giống như ông Hồ Chí Minh trước đây đã từng phủ định nhà Nguyễn. Nguyên nhân thứ tư, thưa quý vị, theo tác giả Lê Anh Hùng, quan trọng nhất đó là ở Việt Nam không có một cái tổ chức chính trị xứng tầm, đặc biệt là thiếu thủ lĩnh. Theo tác giả, ở Việt Nam hiện nay không chỉ thiếu vắng một tổ chức chính trị, còn thiếu vắng một thủ lĩnh đủ tâm và đủ tầm để có khả năng quy tụ các cái lực lượng đấu tranh dân chủ, lĩnh quân chúng, nhân dân. Và đây là một cái điều mà có lẽ ai cũng dễ nhận thấy. Những cái thành phần bất đồng chính kiến trong đảng có địa vị và uy tín trong bộ máy, đó là các cái nhân vật như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, thì họ cũng đã thành người thiên cổ từ lâu. Trong số những người còn sống, cả già lẫn trẻ, hầu như không ai sánh được với những cái tên tuổi vừa kể, chứ chưa nói đến những cái lãnh tụ tầm cỡ như Nelson Mandela của Nam Phi hay Aung San Suu Kyi của Myanmar. Theo ông Lê Anh Hùng, phần lớn các cái thành phần tinh hoa chính trị của dân tộc hiện nay họ vẫn nằm trong guồng máy của chế độ, và đây là một thực tế dù không dễ được chấp nhận. Đặc biệt là hầu hết những cái người Việt Nam trong nước, họ lớn lên và học tập cũng như trưởng thành trong hệ thống hiện hành, và hầu như không bất kỳ ai được trời phú cho một chút tư chất chính trị, còn một số ít nằm ngoài hệ thống. Theo tác giả Lê Anh Hùng,
không có nhiều cơ hội để họ có thể bộc lộ và thi triển tài năng để quy tụ lực lượng, trong khi họ phải chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của chế độ đảng trị và công an trị hiện hành. Còn nhà tù thì luôn luôn sẵn mà sàng mở cửa để chào đón họ. Thưa quý vị, lý do thứ năm, theo tác giả, nhà hoạt động xã hội Lê Anh Hùng, đó là thiếu sự hậu thuẫn của một cái lực lượng cấp tiến trong bộ máy chính quyền Hà Nội hiện nay. Theo tác giả, sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ từ thập niên 2000 cho đến giữa năm 2013 phát triển bởi nhận được sự hậu thuẫn hết sức ý nghĩa từ lực lượng cấp tiến ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và sự chứng lại hay thậm chí thoái trào và tan rã của phong trào từ cuối năm 2013 cho đến hôm nay. Nó là một cái nguyên nhân hết sức quan trọng, đó là các thành phần cấp tiến trong đảng bây giờ đã thiếu vắng những thủ lĩnh đủ tầm để thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa xã hội, hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Theo tác giả, thực tế này đã cho phép chúng ta rút ra một cái kết luận là phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam trong vài thập niên qua không chỉ thiếu vắng những thủ lĩnh đủ tầm, mà quan trọng là thiếu một tổ chức chính trị có tầm vóc, có một cường lĩnh chính trị để thu hút quần chúng nhân dân. Mà ngược lại, những cái tổ chức chính trị hình thành thì eo uột, thiếu chiều sâu và phần lớn là mang tính tự phát. Nguyên nhân thứ 6 dẫn tới cái sự tàn lụi của phong trào dân chủ ở Việt Nam theo nhà báo Lê Anh Hùng, đó là sự đàn áp khốc liệt và chống phá tinh vi của lực lượng an ninh. Theo Lê Anh Hùng, và cuối cùng bản thân nhà báo Lê Anh Hùng cũng là một nạn nhân mà hiện nay đang phải chấp nhận những cái bản án tù của chế độ cộng sản. Theo đó, chưa bao giờ phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam lại phải đối mặt với một lực lượng an ninh cộng sản vừa tinh vi, vừa quỷ quyệt, vừa hung hãn, thậm chí cực kỳ tàn ác như hiện nay. Lực lượng an ninh cộng sản Việt Nam, họ đã thẳng tay và hành xử như những cái tên cướp bạo ngược. Họ thẳng tay hành hung dã man, cướp đoạt tài sản của những cái nhà đấu tranh. Đó là lý do vì sao ở Hà Nội, nơi mà theo tác giả Lê Anh Hùng có một cái phong trào đấu tranh phát triển mạnh nhất, lực lượng an ninh ngang ngược đến độ các cái thành viên của câu lạc bộ bóng đá Nô Dù có khi phải cởi trần để đá bóng, chứ không được mặc cái áo có biểu tượng phản đối đường lưỡi bò của Trung Cộng. Thậm chí nhân viên an ninh của công an Hà Nội, họ cấm các cầu thủ răng biểu ngữ khuôn khổ nhỏ, xóa đường lưỡi bò bảo vệ Tổ quốc, và các nhân viên an ninh thường xuyên xua đổi những cái thành viên của câu lạc bộ bóng đá Nô Dù, buộc họ phải chuyển từ sân bóng này sang sân bóng khác. Thưa quý vị, ở đây cũng phải nói rõ, câu lạc bộ bóng đá Nô Dù FC, nó là một câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư với thành phần là những người phản đối đường lưỡi bò mà nhà cầm quyền Bắc Kinh vạch ra, với một cái mưu đồ họ chiếm 80% diện tích ở Biển Đông. Và đó là lý do tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã truy cùng diệt tận đối với cái tổ chức chính trị này. Và để đảm bảo sự an toàn cũng như tương lai, các cái thành viên của tổ chức Nô Dù đã phải rút vào hoạt động bí mật. Trong khi đó, an ninh Việt Nam đã tìm cách chia rẽ mâu thuẫn, tạo ra các cái mâu thuẫn nội bộ, khiến cho các cái tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, theo nhà báo Lê Anh Hùng, đã mất đoàn kết. Thậm chí họ rò rỉ các cái thông tin nhạy cảm hay một số nhân vật đấu tranh nổi bật bị công kích cũng như bôi nhọ. Theo tác giả, nó là những cái dấu hiệu cho thấy đằng sau có bàn tay đạo diễn của an ninh cộng sản. Thưa quý vị, một cái vấn đề nữa mà tác giả Lê Anh Hùng nhận định, đó là hiện nay cái vấn đề áp lực quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, hầu như đã vắng bóng. Theo đó, trong cái thời đại của hội nhập và can dự toàn cầu, thì cái vấn đề áp lực từ cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Hoa Kỳ, theo nhà báo Lê Anh Hùng, nó là một thứ vũ khí hữu hiệu buộc cho các chế độ độc tài nói chung và chế độ cộng sản Hà Nội hiện nay phải tôn trọng các công ước quốc tế về mặt nhân quyền mà chính quyền Hà Nội đã tham gia ký kết, cũng như thứ pháp luật do chính tay họ vạch ra. Tuy nhiên, theo nhà báo Lê Anh Hùng, có một cái lịch sử tế nhị, đó là quan hệ của Hoa Kỳ và phương Tây trong một cái bối cảnh mà chính quyền Bắc Kinh không thèm che giấu cuồng vọng bá chủ thế giới. Và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã ưu ái
đối với nhà cầm quyền Hà Nội, đặc biệt với cái bản chất gian ngoan, xào trá, cô hữu. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã biết triệt để lợi dụng điều này. Đó là lý do tại sao họ sẵn sàng công khai đàn áp những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mà hoàn toàn không bị những sự chế tài của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây. Đó là lý do, theo nhà báo Lê Anh Hùng, phong trào dân chủ ở Việt Nam đã dẫn tới suy vong, thậm chí là tàn rã, và cho đến nay đã có những cái biểu hiện cho thấy đã tàn lụi. Theo tác giả, vấn đề thiếu nhất trong phong trào vận động dân chủ ở Việt Nam hiện nay đó là lực lượng cấp tiến ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu một thủ lĩnh xứng tầm, lực lượng bảo thủ phò Trung Quốc cũng như các phần tử cơ hội càng được thể ra ngoài tác quái. Còn phong trào dân chủ thì hoàn toàn không có một tổ chức xứng tầm, đặc biệt thiếu một thủ lĩnh có tầm, có tầm, có trí tuệ. Thưa quý vị, đó cũng là lý do tại sao mà tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm hay nhà báo Hemmer Nguyễn từ Hoa Kỳ cũng có một chung nhận định với nhà đấu tranh dân chủ, nhà báo Lê Anh Hùng, một người hiện nay đang trong vòng lao tù của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, phải nhắc lại rằng KTV đưa các cái thông tin tới quý vị để mọi người, những người có ý chí cũng như có tinh thần muốn tham gia một cái công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam, phải hiểu rõ hiện tình chính trị trong cái việc các cái tổ chức chống đối hay đối lập ở Việt Nam hiện nay là ra sao. Và thưa quý vị, chúng tôi xin khẳng định chúng tôi không có lợi ích gì trong cái việc phản ánh các cái hiện tình chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đó là lý do chúng tôi luôn luôn đưa tất cả các cái thông tin đa chiều, các cái nhận xét. Nhưng có một cái vấn đề chúng ta phải nhìn nhận rằng bây giờ những cái hoạt động chính trị ở hải ngoại hay các cái tổ chức chính trị chẳng qua là họ duy trì cuộc sống của một số thành viên mà thôi. Bởi vì không tồn tại những cái công cuộc chống cộng, thì thử hỏi, thưa quý vị, những cái nhà hoạt động chính trị, các cái tổ chức chính trị, người ta lấy gì để sống? Còn cái vấn đề ông Nguyễn Kim Sinh, một cái nhà hoạt động nổi tiếng ở Hoa Kỳ, với một cái bản án tới 18 năm và đã tị nạn tại Hoa Kỳ 24 năm, thì rõ ràng những cái hoạt động của Nguyễn Kim Sinh đối với cái phong trào vận động dân chủ ở Trung Quốc nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Vấn đề theo chúng tôi đó là nó cần phải có một tổ chức chính trị có tiềm lực, có đầy đủ cái vấn đề tài chính. Bởi vì làm chính trị là phải có tiền, làm chính trị không thể nói suông. Làm chính trị nói suông thì nó như hiện tình chính trị, đặc biệt trong cái vấn đề đấu tranh giải thể đối với chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, như quý vị đã thấy, hoàn toàn không có căn cứ, hoàn toàn không có cơ sở để có thể tin tưởng người ta có thể thành công được. Còn những cái người, thưa quý vị, hiện nay người ta vẫn ra rà lôi kéo những người tham gia các cái công cuộc gọi là chống cộng hay lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay, thì quý vị cứ tự hỏi bản thân họ đã lo được cái cuộc sống của họ hay chưa. Thưa quý vị, bài học của Liên Xô sụp đổ hoàn toàn là một cái điều bất ngờ mà khó có ai có thể lường trước được, trừ ông Ronald Reagan là một người chủ trương bắt tay với Trung Cộng để rồi tiến tới hạ bệ Liên Xô, đã xác định trước sau Liên Xô bị cuốn vào một cái cuộc đua vũ trang với Hoa Kỳ, và cái cuộc chạy đua vũ trang đó sẽ làm cho tiềm lực kinh tế của Liên Xô suy sụp, và một cái hệ quả tất yếu như quý vị đã thấy đó là người dân xếp hàng mua lương thực thực phẩm cũng không có. Và đó là lý do chính quyền mặt hòa đã mất sự kiểm soát đối với các nước đồng minh trong khối hiệp ước Warsaw, và đặc biệt không quản lý được người dân Liên Xô, và đó là dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Nhưng thời đại hiện nay, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận Trung Cộng là một cường quốc có thể nói là hàng đầu thế giới hiện nay. Có thể về mặt kỹ thuật Hoa Kỳ vượt trội Trung Quốc, nhưng mà về tiềm lực kinh tế, với một cái tốc độ phát triển, với một cái mức tăng trưởng GDP từ 8 đến 10% trong suốt mấy chục năm qua, và Trung Quốc hiện nay đã đang nổi lên một cái cường quốc kinh tế hàng đầu, có khả năng xoán ngôi đứng đầu thế giới về mặt kinh tế từ Hoa Kỳ. Và rõ ràng, thưa quý vị, cái việc đánh giá cho rằng chế độ Cộng sản ở Trung Quốc sụp đổ, theo chúng tôi là một cái nhận định mơ hồ, không có căn cứ. Bởi vì ngay cái bản thân cái chế độ Cộng sản Hà Nội nhỏ bé như vậy thôi mà còn không làm gì nổi thì nói gì
một cái đất nước gấp mười mấy lần Việt Nam về mặt kinh tế thì gấp hàng chục lần, thì làm sao có thể suy xuyển như nhận định của ông Nguyễn Kim Sinh hay ông Lê Minh Nguyên được. Điều đó chúng tôi nói với quý vị, như tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liềm đã nói, vấn đề là những cái người cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam và Trung Quốc họ sẽ làm gì? Bởi vì một cuộc cách mạng, một sự thay đổi chế độ ở Việt Nam hiện nay, nó là mong muốn của một cái số, không phải là đông. Và nó không đơn giản như những người đó người ta mong muốn. Chứ chưa nói thực lực và cái thực tế hiện nay là sao. Thưa quý vị, một cái điểm khác chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị. Cộng sản là ông thầy của các cái vụ cách mạng hay là khủng bố. Do đó họ thừa khả năng để làm những cái điều trần trị những cái hiện tượng muốn lật đổ họ. Và thưa quý vị, chúng tôi là những người theo dõi tin tức thì rõ ràng những cái hoạt động dân chủ ở Trung Quốc hiện nay tuy nó không phải đã bị triệt tiêu nhưng nó âm thầm và không phải là những cái vấn đề lớn của chế độ Trung Quốc hiện nay. Như quý vị đã thấy, một cái quốc gia dân chủ như Hồng Kông mà chỉ trong cái thời gian khoảng 2 năm Trung Quốc bóp nghẹt hoàn toàn và Hồng Kông cũng phải chấp thuận bó tay đầu hàng, thì đừng nói gì ở Việt Nam hay Trung Quốc. Đại lục hiện nay không có cái căn cứ gì. Hay quý vị nhìn sang một cái quốc gia lâm bang của Việt Nam, đó là Thái Lan hay Myanmar. Lực lượng quân sự người ta khống chế tất cả dân chúng. Dân chúng Thái Lan, đặc biệt cái lực lượng thanh niên trẻ, có một ý thức cách mạng rất cao. Nhưng như quý vị đã thấy, trong một cái thời gian dài dằng dặc, ba cái chế độ quân sự vẫn tồn tại hơn 7 năm mà không lay chuyển được. Trong khi Thái Lan là một đất nước thượng tôn luật pháp, có những cái tòa án bảo hiến độc lập. Vậy mà thưa quý vị, không làm được gì. Những cái cuộc xuống đường với hàng trăm nghìn người như vậy trong một thời gian dài cũng phải bất lực. Thưa quý vị, nói tóm lại, để có những cái hoạt động chính trị, một cái vấn đề quan trọng là phải nhìn nhận cũng như thừa nhận một cái thực tại hiện nay về cái vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam ra sao và thực lực của những cái tổ chức cũng như cá nhân tham gia hoạt động dân chủ tới đâu, để chúng ta tìm ra những cái giải pháp cũng như các cái phương hướng có hiệu quả nhất. Chứ không chỉ nói, mà tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là người ta, người Việt nói chung hay những cái người đấu tranh dân chủ, người ta rất hay nói vống, có một thì người ta nói thành 10. Thưa quý vị, nhớ lại cái giai đoạn 2007-2008, có những người đấu tranh chống cộng quyết liệt ở hải ngoại, người ta luôn luôn nói 3 tháng nữa là cộng sản sụp, 3 tháng không thấy đâu thì người ta nói 6 tháng, 6 tháng cộng sản cũng không sụp thì người ta nói 1 năm, 1 năm cũng không thấy. Lúc đó tôi lên tiếng, tôi hỏi, thế tại sao nhận định như vậy mà hoàn toàn không thấy xảy ra? Tôi nhắc lại những cái điều đó để quý vị hiểu rằng nói gì là phải dựa trên cái căn cứ thực tế hiện tại ở Việt Nam, chứ không thể chúng ta tưởng tượng ra để nói cho thỏa mãn cái khát vọng của mình. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi dẫn các cái ý kiến của các cái nhà bình luận tiêu trùng, đó cũng giống như ý kiến của KTV cũng như của cá nhân tôi đối với công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, để quý vị thấy rằng cái xu hướng của KTV đó là ủng hộ một cái công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam với tinh thần tiên tiến, làm từng bước, bước nào chắc bước ấy, trong việc chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí, đặc biệt ý thức chính trị của người dân Việt Nam, để mọi người hiểu rõ hơn thực trạng cũng như hiện tình chính trị ở Việt Nam hiện nay. Từ đó mới có thể tập trung cũng như đoàn kết người dân, và chỉ chờ một số tổ chức chính trị có tầm, có những cái cường lĩnh, có những chủ trương chính sách được lòng dân và tập hợp được số đông dân chúng, thì lúc đó điều gì cũng có thể xảy ra. Và có lẽ cái thời hạn mà người ta cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại đến hết thế kỷ thứ 21 nó chỉ là những cái giả định mà thôi. Và rất có thể những cái điều này nó chỉ sau một đêm quý vị cũng có thể chứng kiến được. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.